Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Thông thường thì việc nước này giao lưu thỏa thuận hợp tác với nước kia vốn dĩ là câu chuyện nội bộ của hai nước đó. Tất nhiên là các nước khác thì hoàn toàn có quyền quan tâm đến sự kiện này để mà biết tình hình thế giới chuyển động ra sao. Tuy nhiên, không có nghĩa vì thế mà có thể suy luận và định hướng dư luận theo cảm quan. Tuy nhiên, cách đây mấy hôm, sau cuộc điện đàm cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ kết thúc, Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm tới sự kiện này và còn phân tích rất kỹ càng trên diễn đàn Baidu. Vừa qua, nước này đã cho đăng tải một bài viết có tựa đề Ấn Độ rất đầu tư tâm huyết khi muốn trèo kéo Việt Nam, nhưng lãnh đạo Việt Nam lại rất khôn khéo, thông minh. Trung Quốc nói như vậy là có ý gì nhỉ? Đây liệu có phải là một lời khen ngợi mà chính quyền Bắc Kinh dành cho Việt Nam chúng ta hay không? Hay là còn có ẩn ý nào khác? Video ngày hôm nay sẽ cùng các bạn khán giả tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này nhé! Bối cảnh của điện đàm của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam Ấn Độ được báo chí Trung Quốc mô tả là khi Ngoại trưởng Ấn Độ Jan Haka và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm. Ông ta không chỉ phàn nàn về cuộc biểu tình của Trung Quốc mà còn đóng vai trò vận động hành lang giúp Hoa Kỳ bằng việc kêu gọi Nga tham gia chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để Nga thành một thành viên của Liên minh chống Trung Quốc của Mỹ. Tuy nhiên, thứ mà Ấn Độ nhận được lại chỉ là một cú tát trời giáng từ Nga. Thế là sau khi bị xì hơi ở Nga, chính phủ Ấn Độ vì không muốn từ bỏ nên đã móc ngoặc với Việt Nam. Gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi điện cho Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Modi bày tỏ sự hoan nghênh hai quốc gia có tầm nhìn chung về cái gọi là cởi mở, bao trùm, hòa bình và quy tắc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tờ Time of India trong một bài viết đưa tin liên quan đến sự kiện thì lại bày tỏ thất vọng rằng đáng tiếc là vấn đề Biển Đông lại không được nhắc tới trong các tuyên bố chính thức giữa hai bên. Bình luận về chi tiết này, Trung Quốc cho rằng lâu nay vấn đề Biển Đông đã trở thành một chủ đề cốt cán mà bất kỳ quốc gia nào có tư tưởng chống Trung Quốc đều phải nhắc đến trong mọi cuộc họp và đương nhiên Ấn Độ cũng không phải ngoại lệ. Do đó, Trung Quốc khẳng định gần như chắc chắn rằng Thủ tướng Modi không thể nào không đề cập đến vấn đề Biển Đông trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Việt Nam. Chỉ có điều cuối cùng trong các tuyên bố chính thức của hai bên thì lại không hề đề cập đến vấn đề Biển Đông. Cũng có nghĩa là Ấn Độ lại phải nhận thêm một cú bà tai nữa. Hiện nay, trong số các quốc gia có liên quan đến vấn đề Biển Đông thì Việt Nam đang là quốc gia chiếm giữ nhiều đảo nhất. Tình hình Biển Đông càng rối ren thì sẽ càng có lợi. Bởi vậy nên từ lâu Việt Nam đã trở thành mục tiêu săn đón của Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số nước khác. Điều này cũng giải thích lý do tại sao những năm gần đây, Nhật Bản rất là tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hải quân bằng cách cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra hiện đại để chống lại các lực lượng chấp pháp biển của Trung Quốc. Mỹ thì sẵn sàng gỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam, thậm chí gần đây còn cung cấp cho Việt Nam máy bay chiến đấu, các giảng viên huấn luyện và cơ sở đào tạo hàng không hiện đại. Và đặc biệt là Ấn Độ tích cực chuyển giao hệ thống radar và tên lửa chống hạm cho quân đội Việt Nam, đồng thời tuyên bố sẽ giúp Việt Nam duy trì các tàu ngầm lớp Kilo mua từ Nga vài năm gần đây. Trung Quốc gọi cách mà Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ ân cần chu đáo với Việt Nam thực chất không phải là vì tình cảm hữu nghị ngoại giao, mà đó là hành động cố tình đào hố bắt Việt Nam phải nhảy vào làm con tốt chống lại Trung Quốc mà thôi. Và sự kiện Thủ tướng Ấn Độ Modi chủ động gọi điện cho Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là bởi vì mục đích chính trị tương tự. Thế nhưng kết quả vấn đề Biển Đông không được đề cập đến trong tuyên bố chung của hai bên. Đối với Ấn Độ mà nói, đây là một thất bại kỷ lục về mặt ngoại giao. Còn đối với Việt Nam, kết quả này đã cho thấy, so với Ấn Độ thì các nhà hoạch định chính sách quốc gia của Việt Nam thông minh hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tờ báo Trung Quốc tiếp tục phân tích như sau. Việt Nam nhận thấy rằng những hành động phá hoại quân sự của các thế lực bên ngoài ở Biển Đông là rất có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không phải là một thế lực để Việt Nam dễ dàng khiêu khích, bày trò. Và quan trọng nhất là Việt Nam nhận thấy rằng các lực lượng quốc tế này can thiệp vào vấn đề Biển Đông cốt yếu chỉ vì lợi ích chiến lược của riêng mình mà thôi. Còn sự tồn vong của Việt Nam thì hoàn toàn không nằm trong sự tính toán cân nhắc của họ. Hơn nữa, Trung Quốc và Việt Nam không chỉ là hai nước láng giềng tựa núi liền sông, mà còn có mối quan hệ ngày càng khăng khít trên nhiều lĩnh vực hạt nhân. Nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị
quân đội hai nước thì đang tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận chung ở Vịnh Bắc Bộ. Những động thái này cho thấy quan hệ Việt-Trung dường như không hề bị tác động và ảnh hưởng bởi sự lôi kéo của các thế lực bên ngoài. Còn trên mặt trận kinh tế, Việt Nam đã sao chép mô hình phát triển kinh tế thành công của Trung Quốc, cho nên dù là có duy trì quan hệ ngoại giao, quân sự và thương mại chặt chẽ với các ông lớn như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ hay là Úc, thì chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ không thể tách rời khỏi mối quan hệ với Trung Quốc. Nghe qua nội dung bài báo của Trung Quốc thì có thể thấy tinh thần của bài viết này khá là hoan hỷ lạc quan, bởi vì cho rằng Việt Nam cần Trung Quốc, thậm chí là sợ Trung Quốc, cho nên là chẳng dại gì mà đứng về phe chống Trung Quốc của mấy ông Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đâu. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy hay đây chỉ là những suy luận cảm quan và mang tính chủ quan từ phía Bắc Kinh, một người hoàn toàn đứng ngoài trong cuộc điện đàm năm nay? Có lẽ là tác giả Trung Quốc khi viết bài này đã chưa đọc báo chí của Việt Nam để mà cập nhật ngọn ngành tin tức trên báo điện tử chính phủ Việt Nam đã nói rõ. Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là đại dịch Covid-19. Hai nước Việt Ấn sẽ cùng nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thứ hai là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cũng như hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Vấn đề thứ ba được lãnh đạo hai bên tuyên bố trong một cuộc điện đàm liên quan đến kinh tế với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ một năm, và thứ tư là ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Rõ ràng có thể thấy cuộc điện đàm của thủ tướng hai nước Việt Ấn đều đã đề cập tới những vấn đề thời sự cấp thiết nhất của hiện nay. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều đang phải chịu những tác động không hề nhỏ từ dịch bệnh. Trước đó là Ấn Độ hồi tháng 3, tháng 4, đến nay là Việt Nam cũng đang phải căng mình chống chọi với đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư phức tạp hoặc là khó khăn hơn rất nhiều những lần trước. Cho nên việc thủ tướng hai nước nhấn mạnh và tập trung vào vấn đề dịch bệnh là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Kết thúc cuộc điện đàm, hai thủ tướng cũng đã tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đây thực chất là một lời ngoại giao pháp bảo của Việt Nam trên các mặt trận ngoại giao liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông. Bởi lâu nay, các hành động hung hại của Trung Quốc trên Biển Đông luôn bị lên án là thiếu tôn trọng và vi phạm luật biển, nhưng Bắc Kinh thì luôn mặt dày và dường như bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích đó, dẫm đạp lên dư luận để đoạt bằng được tham vọng phi lý của mình. Vậy thì phản ứng của Việt Nam đối với sự ngang ngược này là gì? Chủ trương tôn trọng tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình, các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế chẳng phải đã nói rõ quan điểm của Việt Nam rồi hay sao? Đó chính là giải quyết mọi vấn đề bằng luật pháp, bằng công lý, chứ không phải bằng sự ngang ngược, càng không phải bằng sự nóng giận, thiếu khôn ngoan. Sự thông minh, sự tinh tế và thấu tình đạt lý trong ngoại giao của Việt Nam nằm ở chỗ đó. Hơn nữa, cần phải nói thêm cho cánh báo chí Trung Quốc điều này: Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương không bao giờ liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba. Vấn đề này đã được nêu rõ trong chính sách quốc phòng của Việt Nam. Dù trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam quyết vi phạm chủ trương này dưới bất kỳ hình thức nào. Như vậy, có thể thấy câu nói lãnh đạo Việt Nam rất thông minh nghe qua thì tưởng là khen, mà bàn luận sâu xa thì lại thấy hàm chứa không ít ẩn ý. Bởi vì suy nghĩ cho cùng, Trung Quốc vẫn đang luôn cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng thực tế thì chẳng có cái rốn nào ở đây hết. Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam chỉ hành động đơn giản dựa trên lý tưởng. Điều gì là có lợi cho quốc gia, dân tộc thì chúng tôi hành động mà thôi. Và đó là góc nhìn của Tin Mới về vấn đề này. Có các bạn khán giả thì sao? Hãy cho chúng tôi được biết quan điểm của các bạn trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhiều hơn nữa nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của kênh Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.